Xin chào quý vị khán thính giả, hôm nay là tối thứ tư ngày 31 tây tháng 8, tức là sáng thứ năm ngày 1 tây tháng 9 tại Việt Nam. Wow, bây giờ đã là cuối tháng 8 rồi, thời gian qua thiệt là nhanh. Bây giờ là bắt đầu vô mùa thu đó quý vị, mùa thu lá rụng đó. Hiền thời gian qua thì Hiền rất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu thương Hiền, đã ủng hộ, subscribe và like những cái video của Hiền. Bây giờ thì Hiền sẽ dẫn quý vị vô coi cái giai đoạn thứ năm mà hôm bữa Hiền chưa có dịp để mà quay video cho quý vị coi, cái hạ tầng cơ sở mà khi mà họ làm những cái đường rồi có những cái ống cống và điện như thế nào nha. Ok. Ok, đây là cái miếng đất mà những nhà developer họ tới họ ủi đất ra đây. Đây. Đó, bây giờ Hiền sẽ đi lên cái chỗ này. Thì quý vị thấy những cái xe cán đất nè, những cái xe mà ủi đất đây. Đó. Thì cái giai đoạn mà khi mà những developer họ làm cái hạ tầng cơ sở này á thì mất một năm mới xong đó nha quý vị. Một năm mới xong lận. Đây. Đó, có những cái đồ vật liệu để mà họ gắn những cái ống cống hay là họ làm những cái ổ điện hay là cái ống nước. Đó. Đây. Đi quay cho quý vị coi. Đó. Đây là cái phase này nè. Wow, mốt bên kia luôn, 200 căn nhà. Nó rất là lớn. Nhưng mà chắc Hiền đi không có nổi, cho nên không phải là mình đi không nổi nhưng mà nó xa quá. Thì đó, Hiền quay cho quý vị coi. Đây. Cái dự án mà những người mà developer mà làm cái infrastructure này á là tới một năm mới xong lần nha. Đó. Đây. Thấy không? Quý vị thấy không? Những cái ống, những cái cái này là những cái gì ta? Rất là lớn. Đó. Cho quý vị coi ha. Còn phải làm đường nè. Đây, cái này là cái này thấy quen quen nè, cái những cái mà họ để cái hầm á để mà ở dưới có mỗi khi mà có những cái đường cống mà nó bị nó thoát nước đó. Đó. Ví dụ như trời mưa hay là những cái rác mà nó rớt xuống đó là người ta mở cái đó ra để mà cho nước thoát, để lấy ra những cái rác mà nó dính vô ở chỗ cái ống cống. Đó, xin cho quý vị coi. Đây. Thì theo Hiền được biết á là sau khi mà họ làm cái hạ tầng cơ sở xong, một năm mới xong, thì tới 10 tháng sau những nhà builder đó, những nhà mà họ xây những căn nhà lên đó, thì tới 10 tháng sau những nhà builder mới mua những cái lô đất đó. Đó. Cho nên là thông tin của VP đó là không biết như thế nào, nhưng mà Hiền thấy là
không có phải là nó nhanh giống như là VP nói đâu nha. Ok, đây là những cái cục điện đó. Cho quý vị coi. Thì ít nhất á, là nếu mà hạ tầng cơ sở là trong làm trong một năm rồi tới 10 tháng sau thì builder họ mới mua, thì tới khoảng 2 năm đúng không? 2 năm thì bắt đầu mới là những nhà builder mới bắt đầu mua, thì mới bán ra thị trường, mới bỏ lên những cái website online thì mới bán. Thì người người mà mua, những nhà đầu tư hay là những người mà mua nhà đó thì bắt đầu mới mua được. Đó. Đây. Đây là những cái ống cống nè. Lớn không? Đó, nhìn cho quý vị coi. Chỗ này nó lớn lắm, 200 căn nhà mà. Thiệt là lớn luôn. Đó. Thì đó, cho để cho mọi người có cái hiểu biết về cái dự án đầu tư đất mà hạ tầng cơ sở như thế nào nha. Ok, đó đó là cái máy mà cái máy cắt ủi cây đó. Đó. Đây. Thì cho quý vị coi. Còn múc trên kia nữa mà. Thì tại vì họ đang có xe đang ủi đất nên mình không có tới đó được, nguy hiểm. Đây. Ok, cho quý vị coi ha, để quý vị hiểu những cái dự án mà nhà cửa từ đất không có gì hết tới lúc mà làm hạ tầng cơ sở, rồi lúc đó những người builder họ mới mua, sau khi làm một hạ tầng cơ sở một năm xong rồi 10 tháng sau builder họ mới mua đó. Cho quý vị coi nhé. Cái đá nhỏ. Đó, phải làm những cái đường, tại vì từ bên kia cái đường chạy qua nè, họ phải làm những cái cầu như vậy nè quý vị, thấy không? Đó. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ để Hiền sẽ quay lại cái chỗ mà chỗ mà cái central họ làm điện đó. Đó, họ phải, những nhà developer họ phải làm như vậy nữa nè. Đó, họ phải làm cái đó nữa đó quý vị. Đó, làm cái điện này trước. Ok, thì đây
Hiền cho quý vị coi. Đây là những cái cục điện nè. Đó. Đó, bỏ vô những cái cục điện nha. Đây là đường đi ra. Đường đi ra thì họ bắt đầu mới là làm cái cầu đó cho nó cao cao lên chút. Tại chỗ này nó bị slope down xuống, nó bị ủng xuống. Ok, rồi cho quý vị coi để quý vị có thông tin về những cái dự án đầu tư về những nhà cửa nha. Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.